Rồi, chào các anh chị, mình bắt đầu học nha các anh chị. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các anh chị là hai cái chuyên đề để hỗ trợ cho các anh chị học cái môn bài thuốc y học cổ truyền á. Thì cái học phần bài thuốc y học cổ truyền đúng là mình đã học xong hết rồi, thì sẽ có thêm hai cái bài để hỗ trợ, đó là thuốc nam trong y học cổ truyền. Thì hy vọng sau hai cái bài học này á, thì các anh chị biết được cái cách, mình biết được bài thuốc kinh điển rồi thì mình sẽ học thêm thuốc nam để mình gia giảm thuốc nam vào trong bài thuốc y học cổ truyền. Thì đó là mục đích của cái chuyên đề mở rộng ngày hôm nay. Rồi bắt đầu học đi các anh chị. Rồi trước khi nói về thuốc nam á, thuốc nam là thuốc có mặt tại Việt Nam, được trồng trên thổ nhưỡng của Việt Nam nha. Thì đại danh y tại tỉnh nó hay nói là nam dược trị nam nhân đó, tức là người nam đó, thì phù hợp với thuốc tại nước nam. Thì trước khi học thì các anh chị so sánh cho em một cái bức tranh ở trên cái slide đó. Thì em có một vài loại trái cây và một vài loại hạt, thì các anh chị nhận ra điều đặc biệt gì của cái hình này không? Toàn là trái cây ăn không, ăn uống hàng ngày không rồi cô. Rồi, trái cây ăn uống hàng ngày một ý. Còn ai có nhận ra điều gì đặc biệt không các anh chị? Hạt của trái cây à cô? À, hạt nữa, có hạt nữa. Thì các anh chị nhìn ở bên tay trái của mình đó là trái cây của nước ngoài, đúng không? Táo nè, cherry, ốc chó bây giờ có trồng ở Việt Nam nhưng mà nó di cư từ nước ngoài qua. Rồi hạt chia các anh chị ha, rồi yến mạch, rồi Việt Quất thì bên này là trái cây hay là những cái loại thực phẩm của nước ngoài, còn bên này là của Việt Nam. Thì theo các anh chị ăn loại nào tốt hơn? Của Việt Nam tốt hơn cơ ạ. Việt Nam tốt hơn, còn các anh chị khác? Loại nào cũng tốt đó cô. Loại nào cũng tốt hết trơn. Rồi các anh chị khác mạnh dạn đi các anh chị, đừng sợ sai. Nước ngoài tốt không? Nước ngoài tốt hơn, một ý kiến nữa. Rồi ai chọn Việt Nam nữa không? Nếu mà không bị ảnh hưởng bởi chất bảo quản thì của nước ngoài cũng tốt hơn Việt Nam. Nước ngoài tốt hơn Việt Nam ha, thì tùy theo quan điểm của mỗi anh chị thôi, em chỉ cung cấp thông tin thôi, còn lại thì các anh chị tự lựa chọn. Thì cái theo một cái nghiên cứu gần nhất của Viện Dinh dưỡng học quốc gia đó, thì người ta nghiên cứu giữa thành phần dinh dưỡng giữa cái yến mạch và gạo lứt cũng như là khoai lang tím. Thì các anh chị biết là kết quả nghiên cứu là hàm lượng chất xơ trong gạo lứt và khoai lang tím trên 100 gram á, tất cả cùng 100 gram thì gạo lứt và khoai lang tím chiếm nhiều hơn, hàm lượng đạm cũng chiếm nhiều hơn nha, và vitamin khoáng chất trong đó cũng vượt trội hơn. Hai nhưng hai cái này là của Việt Nam, còn này của nước ngoài. Tuy nhiên bây giờ các anh chị thấy bệnh nhân nó thông dụng một số dạng thực phẩm của nước ngoài, từ trái cây cho tới những cái loại hạt, thì đó là thói quen của người tiêu dùng. Tuy nhiên các anh chị sẽ thấy là nó có một cái đặc điểm quan trọng, đó là cái nhóm trái cây bên này nè, và cái nhóm hạt của nước ngoài đó, nó được trồng và nó phát triển trên khí hậu ôn đới. Còn trái cây ở Việt Nam á, từ táo, từ sơ ri, từ hạt điều, chuối đu đủ, nó trồng và phát triển trên khí hậu nhiệt đới, và người Việt Nam là người thuộc khí hậu nhiệt đới chứ không phải khí hậu ôn đới nha. Cho nên là các anh chị sử dụng quá nhiều thực phẩm ôn đới, thì hiện tại bây giờ các anh chị sẽ thấy một cái thực trạng mà ai để ý sẽ thấy là nhất là giới trẻ của mình á, mấy bạn chuộng sử dụng thực phẩm của khí hậu ôn đới, thì các anh chị sẽ thấy một hiện tượng là các bạn trẻ chịu nhiệt kém hơn cái thế hệ của mình. Ví dụ như nó ngồi phòng lạnh quen rồi, nó ăn mấy trái cây ôn đới riết nó quen rồi, bây giờ đi nắng chút xíu là nó chịu không nổi, thì đó là khả năng chịu nhiệt kém. Tại vì sao? Vì ảnh hưởng của thực phẩm ôn đới lên trên con người của khí hậu nhiệt đới. Thì đó là cung cấp thông tin để cho các anh chị biết. Thêm một cái thông tin thú vị nữa, đó là hàm lượng chất dinh dưỡng ở trong trái cherry thì giống như trái sơ ri các anh chị, và vitamin C trong sơ ri của mình đó, thì nó cao hơn trái cherry. Tuy nhiên các anh chị thấy giá nó mắc hơn, tại vì ở bên nước ngoài thì nó rẻ, mà nó đi về Việt Nam đánh thuế này nọ nó mắc lên, và người ta đồn thổi người ta lại bán giá nó mắc lên, đó là lý do. Thì quan điểm của em thì hay khuyến khích bệnh nhân sử dụng trái cây của vùng nhiệt đới, tại mình là người nhiệt đới thì mình thích hợp với vùng nhiệt đới. Thì cũng giống như là thuốc y học cổ truyền các anh chị, mình trở về thuốc của mình thì em luôn khuyến khích bệnh nhân là sử dụng thuốc y học cổ truyền của Việt Nam.
Tuy nhiên phải đúng loại và phải chính thống nha. Thì giống y như cái câu của Đại Danh Y Tự Tỉnh nói á, là Nam Dược trị nam nhân. Tức là cái câu nói dài đó là người Việt Nam thì có thổ nhưỡng, có thể chất của người Việt Nam, thì sống ở đâu thì sử dụng thuốc ở đó. Thì đó là lý do tại sao hôm nay là hướng dẫn các anh chị bài này. Thì đầu tiên mình sẽ vào nhóm thuốc bổ trước. Rồi đây là gì các anh chị? Sâm bố chín nữa cô. Sâm bố chín, chính xác rồi đó. Anh chị biết hết rồi. Cái này là sâm bố chín ha. Thì mình sẽ đi vào cái nhóm thuốc bổ khí trước. Thì sâm bố chín nó trồng ở Việt Nam, nó phát triển mạnh ở Việt Nam các anh chị. Anh chị nhìn thân cổ nó phát triển rất mạnh. Thì bộ phận dùng là rễ ha, lúc dùng đó thì chủ yếu là mình ủ với rượu chút xíu hay là gọi là ủ mềm đó. Thì thành phần hóa học em để đây cho các anh chị tham khảo. Nhấn một cái là trong cái sâm bố chín này nó có rất nhiều chất nhầy nha, chất nhầy, và nó có nhiều đường, đường này là đường đường đôi tốt cho cơ thể, cho nên khuyến khích nếu như mà không có nhân sâm, không có đảng sâm, mình có thể sử dụng sâm bố chín. Rồi tính vị thì vị ngọt, tính mát nó cũng giống y như tính vị của nhân sâm thôi. Là chủ trị là để những trường hợp nào mà khí nó giảm hoặc khí hư, thì đây em để đây liều dùng. Liều dùng này là liều dùng khô, còn liều dùng tươi á, là từ 50 đến 75, có thể nâng lên tới 100 gram tươi nha các anh chị. Là tốt nhất là mình sử dụng ngâm rượu, tại vì cái dạng sâm bố chín nó là một cái dạng phủ và hàm lượng chất nhầy, đường đôi trong đó nó nhiều, cho nên sử dụng tốt là ngâm rượu để mình làm cho mình. Khi mà rượu ngâm á, thì sẽ kéo hết hoạt chất của chất nhầy và đường đôi đi ra ngoài. Rồi. Cái thứ hai cũng ở Việt Nam luôn, đó là cây đinh lăng. Cái này các anh chị quá quen rồi, nhà nào hồi xưa cũng có trồng một vài bụi đinh lăng để mình sử dụng. Thì rễ đinh lăng này nó có một cái đặc điểm các anh chị, nó có saponin. Saponin các anh chị có thấy là ở trong nhân sâm nó nhiều, nhất là sâm Hàn Quốc nó nhiều nhất. Thì ở trong cái cây đinh lăng này nó cũng có saponin nhưng mà hàm lượng nó ít hơn. Tuy nhiên nó vẫn có đó. Ngoài ra thì có nhiều vitamin, có tannin và có glucosid nha. Thì các anh chị thấy nó là họ ngũ gia bì. Nó họ ngũ gia bì. Rồi, tính vị của nó là toàn vị, nó có vị cay, the, ngọt và hơi đắng. Công năng chính của nó thì vẫn sử dụng để bổ khí. Nó là một cái thành phần gọi là sâm của Việt Nam đó. Khi mà những cái gia đình mà không có điều kiện á thì em hay thay cái đẳng sâm, người ta cũng không có tiền mua đẳng sâm tốt. Thì hay nói người ta là có thể nhà có trồng đinh lăng á, mà đinh lăng từ năm thứ ba trở lên á, thì mình nhổ cái cây đinh lăng ra, mình lấy cái rễ để mình thay thế cho nhân sâm hoặc đẳng sâm thì được. Rồi liều dùng thì em để rõ đây, 100g cho đến 10g cho đến 20g rễ. Rễ này rễ khô như các anh chị, 30 đến 50 cành. Thì cái cây đinh lăng này nó có một đặc điểm là cái hàm lượng saponin nó có trong củ là nhiều nhất. Tuy nhiên cái cành già mà gần cái củ á, cho nên nó cái cành già gần cái củ nha. Còn những cái cành nó tốt ở trên thì không, nó không có hàm lượng saponin đâu. Những cái cành già gần cái rễ á, thì nó cũng có saponin luôn. Nếu như mình không đào được cái củ đinh lăng thì các anh chị có thể sử dụng cái cành. Tuy nhiên cái liều lượng của cái cành thì nó phải nhiều hơn. Ở đây là 30 cho tới 50 gram cành nha. Cái này cũng là cành khô luôn và mình để ngâm rượu. Còn nếu như sử dụng lá tươi thì hay sử dụng cho con nít, cho bà bầu ăn hoặc là người bình thường ăn đó, để có công dụng là bổ khí. Thì nó cũng có công dụng bổ khí nhưng ít thôi. Các anh chị có thể sử dụng hàng ngày, thì sử dụng 50 cho tới 100g. Thì ở đây có một cái nghiên cứu tất cả về rễ, về cành và về lá của cái lăng, thì em để đường link đây cho các anh chị rảnh thì các anh chị truy cập vô để các anh chị coi. Rồi, đây là một số món liên quan tới đinh lăng ha. Rồi cây này cái gì các anh chị? Anh chị nào ở miền Tây á thì thấy cái này nhiều. Rồi. Cái này nó tên là cây vú bò, hay một số nơi ở ngoài Bình Định gọi nó là cây vú chó. Nhìn cái hạt nó đỏ vậy các anh chị nha. Nó thuộc họ châu tầm. Thì cái trái mà nó chín đỏ giống vậy thì nó ngọt. Tuy nhiên ăn vô nó hơi the đầu lưỡi chút xíu. Thì công dụng chính của nó vẫn là thuộc nhóm bổ khí luôn nha. Thông bổ khí là chính, còn mấy cái tác dụng sau ví dụ như là thông huyết, tán ứ, tiêu độc, nó là đi theo tác dụng của bổ khí. Tại vì khi mà cái phần khí nó mạnh lên á, thì nếu như bệnh nhân bị huyết ứ thì nó sẽ đẩy đi, đó là vậy. Rồi ngoài ra kinh nghiệm dân gian còn sử dụng cái quả
dầm nát ra để chữa rắn cắn hay là rít cắn. Tuy nhiên hiện tại không có nghiên cứu cho nên không khuyến khích các anh chị làm. Tại vì nếu các anh chị làm không kỹ những vết rắn cắn á, các anh chị sẽ vô tình đẩy cái nọc độc của rắn cắn đi nhanh vào trong tim hơn. Cho nên là không khuyến khích lấy cái này để chữa rắn cắn nha. Mình chỉ sử dụng cái quả hay là cái cành, cái lá của nó để có công dụng là bổ khí thôi, coi như là thuốc nam chữa bổ khí. Và có một cái nghiên cứu năm 2018 á, người ta sử dụng cái quả vú bò này nè và kèm theo cái cành của nó luôn, thì cho phụ nữ mà sau sinh mà ra ít sữa đó thì trả ra cho phụ nữ uống kèm theo cái bài tướng quân, thì làm cho cái hàm lượng sữa của phụ nữ tăng lên. Thì cái nghiên cứu này thực hiện trên 100 phụ nữ thôi, nó cũng không có nhiều, tuy nhiên mình phải nghiên cứu thêm. Nhưng đây là nghiên cứu định hướng để mình biết được rằng cái trái này nè, cái trái này nó bổ khí và nó làm cho phụ nữ ra nhiều sữa hơn. Liều dùng là từ 8 cho tới 16 gram liều dùng khô các anh chị. Rồi, tiếp tục một cái vị thuốc nam tiếp theo các anh chị quen thuộc lắm, đó là bí đỏ ha. Thì mình sẽ qua cái nhóm thuốc bổ huyết. Thì cái nhóm thuốc bổ khí á, thuốc nam nó có nhiều loại đó. Tuy nhiên em sẽ lựa những loại thông dụng nhất, mình hay gặp nhất là những cái loại nãy giờ mình học thì giới thiệu với các anh chị. Bây giờ mình sẽ qua nhóm thuốc bổ huyết. Thì đứng đầu của hàng thuốc bổ huyết trong thuốc nam á thì phải nói đến trái bí đỏ các anh chị nha. Bí đỏ thì đây là tính vị, công năng cũng như là cách dùng của cái quả bí đỏ. Thì có nơi gọi bí đỏ, thì hiện tại bây giờ các anh chị thấy là nó có nhiều giống bí đỏ. Tuy nhiên nghiên cứu của viện dinh dưỡng học á, thì cái trái bí đỏ và trái bí thiệt bự nó hình tròn đó, giờ mình hay sử dụng á, thì cái hàm lượng dinh dưỡng trong nó là nhiều nhất. Và trong thuốc nam thì người ta cũng sử dụng nó là nhiều nhất nha. Thì ở đây không có hình, em mượn cái trái bí ở trên Đà Lạt để mô tả cho các anh chị. Thì tính vị và công năng của cái trái bí đỏ nè, quả thì nó có vị ngọt, tính ấm ha, điều hòa tỳ vị, bổ khí huyết và nhuận tràng. Các anh chị nhớ nè, nó công dụng bổ khí huyết và nhuận tràng, công dụng nào nó cũng nổi trội hết trơn á. Thì đó giờ cứ nói tới là nhuận tràng, các anh chị nhớ liền tới đu đủ. Tuy nhiên cái trái mà nó có công dụng tốt hơn đu đủ nữa, đó là trái bí đỏ. Trái bí đỏ này các anh chị nha, mình có thể luộc, mình có thể hấp, mình nấu canh thì để giúp cho nhuận tràng. Thì đây là công dụng thứ nhất là nó trị nhức đầu, suy nhược thần kinh. Thì ở đây em để cho cái cách sử dụng hồi xưa đó, của đại lương y tại tỉnh đó, ổng làm thì để dịch ra để y chang vậy cho các anh chị tham khảo luôn. Tuy nhiên mình có thể thay đổi chút xíu, ví dụ như hồi xưa đó thì lấy cái trái bí đỏ hoặc bí ngô này nè để bổ huyết, thì làm bằng cách là nấu với canh, hấp chín hoặc là chân cách thủy với mật ong ăn thường ngày. Nếu như cái người đó mà tùy vị nó yếu quá đi, bệnh nhân hay than với mình trên lâm sàng là ăn uống đầy bụng khó tiêu, thì ngoài cái chuyện nấu canh hấp chín thì ưu tiên em hay khuyên bệnh nhân là chân cách thủy với mật ong. Thì các anh chị biết này, màu vàng, mật ong cũng màu vàng, nó quy vô tùy vị và cái bản chất của nó cũng là kiện tùy vị. Thì mình sẽ chân, cái phương pháp mình làm của mình á là chân với mật ong á thì nó sẽ tốt hơn là cái chuyện nấu canh hay là hấp chín ăn thông vậy nha các anh chị. Rồi liều dùng thì một ngày chỉ có 100 đến 200 gram thôi các anh chị lưu ý nha, không phải là một ngày ăn hết nguyên trái này. Nguyên trái này thường nó 400 gram hoặc nửa ký, nếu đối với những trái bí rợ bự á thì nó là 2-3 ký lận. Thì một ngày chỉ ăn 100 đến 200 gram thôi. Các anh chị có biết tại sao không? Nó tốt mà tại sao mình ăn nó ít dữ vậy? Hồi xưa em nghe ông bà nói ăn bí rợ ngày nhiều quá, ăn thường xuyên là nó bị vàng da đó cô. Nó bị vàng da ha, chính xác, đúng rồi đó các anh chị. Hồi xưa đã nói đúng, bây giờ cũng được chứng minh luôn. Tại vì trong cái quả bí rợ hay bí đỏ này nè các anh chị, ở trong nó có B caroten nha, B caroten đọc sao ghi vậy á. Thì chính vì cái B caroten đó nó sẽ làm cho mình vàng da. Đó thì nó không có tốt, tại vì khi mà B caroten tích lũy trong gan nhiều á thì gan nó phải chuyển hóa, nó thải ra ngoài, thì nó sẽ theo một thời gian dài á thì nó sẽ làm gan á, nó giảm chức năng, nó bị ảnh hưởng. Cho nên ăn nhiều cũng không có tốt đâu. Ăn đúng một cái lượng là 100 200 gram là được. Cho nên hiện tại bây giờ các anh chị thấy sinh viên nó có thói quen là nó thích ăn mấy trái này tại vì nó rẻ. Nhất là sinh viên ở ký túc xá mà đứa nào ăn nhiều bị vàng da tới khám mà biết, hỏi có ăn bí đỏ không là nó khai ra là biết nó vàng da do B caroten tích lũy các anh chị. Thì cái cách chữa là gì? Không thuốc men gì hết trơn á, nó nhịn ăn chừng tuần và nó uống nhiều nước thì bắt đầu thanh thải người của nó đi ra ngoài là nó hết. Như vậy thôi. Tích lũy B caroten thì rất là dễ chữa. Rồi đây là cái món mà
mấy đứa trẻ bây giờ nó thích ăn, các anh chị cũng khuyến khích luôn. Cái này cũng giống như là chân cách thủy á, cái này hình như là chế sữa hay hột gà gì vô rồi hấp cách thủy để được cái vậy. Rồi vị thuốc tiếp theo là cà rốt ha. Cà rốt thì nó cũng thuộc cái nhóm bổ huyết luôn. Thì hồi xưa ở bên Trung Quốc gọi nó là hồ la bạc nha, còn bên mình thì gọi là cà rốt. Ở dưới miền Tây thì hình như gọi là củ cải đỏ hay sao á. Thì các anh chị coi đây là tính vị và công năng. Cái củ thì nó có vị ngọt, nó hơi the the đầu lưỡi chút xíu và nó có mùi hăng. Tính của nó là tính ấm nha. Và những người ăn uống kém tiêu thì cái liều này liều khô nè 20 đến 50 gram hoặc đến 100 gram nha. Còn cái liều tươi thì nó y chang như là cái bí rợ hồi nãy, cũng là 100 đến 200 gram một ngày. Thì đây là cà rốt nha. Rồi em có mã hình cà rốt, các anh chị thử phân biệt đâu là cà rốt Đà Lạt, đâu là cà rốt Trung Quốc. Cà rốt mà không có cuốn là cà rốt của Trung Quốc đó cô. Rồi, cà rốt này của Trung Quốc đúng không? Dạ đúng rồi, nó bóng. Rồi, còn anh chị nào có ý kiến khác không? Anh chị nó hay đi chợ là biết. Cà rốt là con chuột, con chỉ có cuốn với có rễ đó là của Đà Lạt đó cô. Rồi, cảm ơn anh. Này của Đà Lạt. Cái này của Đà Lạt hay Trung Quốc các anh chị? Cái này cũng có Đà Lạt luôn đó không, chỉ cái hình ở trên đó, cái hình mà không có gì nó đỏ trên đó, nó có Trung Quốc luôn. Rồi cái đa số thì các anh chị chọn đúng ha, cái này của Trung Quốc. Thì 5 năm trước mình hay lẫn lộn cái này của Việt Nam. Tuy nhiên giờ các anh chị quá rành rồi. Cái này là của Trung Quốc, nó cũ nó tròn, nó không có cuốn. Tại sao mình phải phân biệt đồ Trung Quốc vậy? Không phải mình kỳ thị gì, nhưng mà được dịp các anh chị đi qua những cái vùng mà của Trung Quốc người ta trồng nông sản á, các anh chị sẽ thấy là cái hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đó cao, cao hơn cả Việt Nam nữa. Việt Nam của mình là cao thuộc top ở trong Đông Nam Á đó. Tuy nhiên không là gì so với Trung Quốc hết, tại vì nông sản của Trung Quốc người ta sử dụng thuốc rất nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai tượng là ngâm tẩm hóa chất và nông sản trước khi xuất khẩu nha. Ngâm tẩm để làm cái gì vậy? Để bảo quản á. Ví dụ các anh chị thấy quả táo của Trung Quốc mình mua về, các anh chị thấy bán ngoài đường nó rẻ lắm, của Trung Quốc là những cái nào vừa rẻ mà vừa đẹp thì mình hay nghĩ đến đồ Trung Quốc. Mua về để cả tháng nó chưa bị gì các anh chị, nhưng mà xẻ ở trong thì nó đã bị hư rồi. Thì cái đó là người ta sử dụng chất bảo quản nè, thuốc để người ta tẩm ướp vào trong đó. Thì cái này là của Đà Lạt, cái này của Trung Quốc. Tuy nhiên rồi bây giờ xuất hiện thêm một cái loại này nữa, cái cũ nó bự, cái cũ có cuốn, nó cũng có rễ, nó rất là đẹp. Thì đây cũng là của Trung Quốc luôn, mà tiểu thương của Đà Lạt hay nhập về bán, và đội đội lớp là nông sản Đà Lạt. Thì làm sao để biết? Thì cái Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Việt Nam á, người ta công bố là cái thổ nhưỡng của Đà Lạt trồng cà rốt thì chỉ ra được củ nhỏ dài giống vậy thôi, không có củ bự gì đâu các anh chị. Cái củ bự như vậy là phải khí hậu ôn đới của bên Trung Quốc á, thì mới ra được vậy nha. Cho nên nói để các anh chị biết mua này, thì em thường em mua em cũng mua này ăn, nó nhỏ nhỏ thôi không cần bự. Thì cái công dụng của bổ huyết á, bổ huyết trong cà rốt, củ nhỏ củ bự gì nó như nhau, miễn là mình mua cái cà rốt già là được nha các anh chị. Này rồi các anh chị thấy là ở đây em có ba cái loại, các anh chị tìm đặc điểm chung của ba loại này là gì các anh chị? Đều có màu cam. Đều có màu cam, đúng rồi. Gì nữa không các anh chị? Đều có một cái hồi nãy em nói rồi đó, đó là B caroten ha. À, chính vì cái B caroten này nó làm cho ba loại này, cam nè, cà rốt nè, bí rợ nó có màu hơi vàng vàng cam cam. Thì các anh chị biết là B caroten nó được hấp thu vào trong cơ thể của mình á, ở cái phần ruột non các anh chị, ở cái phần ruột non ở dạ dày chưa được hấp thụ.
mà phải đi vô tới ruột non thì beta-carotene mới được hấp thụ. Nhưng đặc biệt là beta-carotene phải đi chung với dầu hay là phải đi chung với chất béo thì mới được hấp thụ hoàn toàn. Còn không á, đi mình lẻ loi thì nó không thèm hấp thụ, đi ra ngoài hết, đi ra ngoài phân hết. Như vậy mình rút ra được cái chuyện gì? Để mình hấp thu được beta-carotene trong bí đỏ nè, và trong cam nè, trong cà rốt thì ăn kèm với lại chất béo các anh chị nha. Ví dụ mình uống cam cà rốt thì không biết anh chị có hay sử dụng nước ép không, nhưng mà em ép thì hay cho một chút xíu dầu ô liu vào trong đó để đẩy cái beta-carotene này hấp thu vào trong ruột non nhiều hơn. Hoặc là khi mình nấu nướng, mình chiên xào thì hay cho dầu vô các anh chị, dầu ô liu, dầu mè cho chút xíu vô để mình đẩy cái beta-carotene được hấp thu vào trong ruột non. Chứ các anh chị ăn nó một mình thì nó sẽ đi ra ngoài hết, nó không được hấp thu vô ruột non nha. Rồi đây là hiện tượng vàng da do beta-carotene. Thì làm sao để mình phân biệt được vàng da do ăn quá nhiều beta-carotene với lại vàng da do bệnh gan mật các anh chị? Theo các anh chị. Mình ngưng ăn các cái thực phẩm mà có màu cam thì da nó hết vàng, còn nếu mà mình bị các cái vấn đề về gan nó cũng thì mình có hết vàng thì không được. Rồi, ý kiến đúng ha các anh chị, đúng ha. Thì đầu tiên mình sẽ khám trên lâm sàng, các anh chị thấy là cái người mà bị vàng do cây caroten ta vàng rực rồi. Các anh chị thấy nha, vàng, vàng hết luôn. Vàng ở mu bàn tay, lòng bàn tay cũng vàng, nhưng có một chỗ nó ít vàng hơn của bệnh gan. Đó là kết mặt mắt. Chỗ cái mắt của mình á, cái chỗ mà cái màu trắng á thì nó ít vàng hơn bệnh gan. Khi mà bệnh gan á nó không thanh thải được bilirubin nó thì nó làm cái kết mặt mắt của mình nó vàng lên, ngay chỗ cái dòng trắng á các anh chị nó vàng rực hơn. Còn beta-carotene thì mình sẽ thấy ít vàng hơn. Đó là khám trên lâm sàng. Cái thứ hai mình sẽ hỏi bệnh nhân là có ăn uống gì không, có ăn cà rốt, ăn bí đỏ không, uống nước cam quá nhiều không. Đó, rồi kêu bệnh nhân ngưng những cái đó. Nếu bệnh nhân hết vàng da thì đó là vàng da do beta-carotene. Còn nếu như bệnh nhân vẫn còn thì khả năng mình nghi ngờ là do bilirubin tích lũy ở trong gan quá nhiều nha. Thì đó là của bệnh lý gan mật. Thì đó là cách để các anh chị phân biệt ở trên lâm sàng. Rồi mình sẽ đi một quả tiếp. Quả này quả gì đấy các anh chị? Quả trái ô môi cô. Trái ô môi cô. Đúng rồi, trái ô môi các anh chị dưới miền Tây nhiều á. Cái này các anh chị ăn sao? Ăn nó chát chát. Ăn nó ngọt ngọt cô. Ngọt ngọt chát chát. Đúng rồi, ngọt trước chát sau. Nhưng mà khi ăn nhiều thì các anh chị có thấy người mình bị gì không? Dễ táo bón lắm cô ơi. Rồi, chính xác, ăn nhiều bị táo bón ha. Tại vì trong này hàm lượng tannin rất nhiều, tannin á, cái hoạt chất mà nó có trong lá ổi non á, thì người ta gọi trái này trái ô môi. Còn không biết dưới địa phương các anh chị gọi là trái gì, nhưng mà em gọi là trái ô môi. Thì nó có tính vị và công năng. Thứ nhất, vị ngọt, nó hơi chua chát nha, chua là còn non, nó chát là nó già rồi, nhưng mà vị ngọt vẫn là vị chủ đạo. Thì cái mùi nó hơi hôi hôi chút xíu, tính bình, nhưng mà có công dụng là bổ huyết. Em đang nói bổ huyết nha, chứ không phải bổ máu. Nãy giờ đang nói của danh từ y học cổ truyền, các anh chị đừng nhầm lẫn qua bổ máu nha. Cái này là có công dụng bổ huyết. Ngoài ra thì nó có công dụng là tán huyết ứ, nhuận trường, tiêu độc. Thì các anh chị sẽ thắc mắc là sao nãy mới vừa nói ăn nhiều bị táo bón mà ở đây nó có nhuận trường. Thì nhuận trường á là cái hạt á. Nhuận trường, công dụng nhuận trường ở đây là cái hạt của quả ô môi. Còn nếu như cái thịt của trái ô môi, cái màu đen này nữa các anh chị ăn nhiều thì trong nó có tannin hay là tannin đó, thì nó sẽ làm cho mình bị táo bón. Thì đây, để nè, cái quả đó thì để trị tiêu chảy. Chị thấy không, để trị tiêu chảy là do hợp chất tannin trong nó. Thì người ta hay sử dụng là người ta lấy cái này, người ta tách, bỏ cái hộp ra. Cái hộp thì để có công dụng nhuận trường để riêng. Còn cái thịt này nè, thì mình bỏ vô nồi mình nấu. Mình nấu khô lại cho nó thành cao để dành sử dụng, các anh chị. Gọi là cao ô môi để trị tiêu chảy, đặc trị tiêu chảy. Thì đây là liều dùng. Liều dùng một ngày là 6 đến 10g. 10g ở đây là 10g cao khi các anh chị khô nó lại. Còn nếu như mà các anh chị tính cái thịt tươi á, thì các anh chị phải bỏ cái hạt này ra, rồi bỏ cái lớp lụa ở giữa ra, thì mình tính là 6 đến 10g thịt. Rồi đây là quả gì các anh chị? Quả sung. Quả sung ha, đúng rồi.
thì Tết anh chị hay sử dụng mua quả sung về chân đó, chân xong thì mình sử dụng mình ngâm muối đúng không? Ở ngoài Bắc người ta hay có món là sung muối, thì sung nó cũng là một vị thuốc nam của y học cổ truyền luôn, nó sẽ có là vị ngọt, nó hơi chát. Nếu như mà sung của miền Bắc trái nhỏ xíu, không phải sung Trung Quốc nha, sung Trung Quốc thì trái rất bự, còn sung của miền Bắc thì trái nhỏ xíu thì nó hơi chát, nó chát nhiều hơn nó ngọt ấy. Nó có tính mát và hoạt huyết bổ huyết. Ngoài cái chuyện hoạt huyết và bổ huyết, cái công dụng nổi bật của cái cây sung này đó là sát trùng, sát khuẩn á. Thì trong cái lá sung cũng có hoạt chất kháng sinh thực vật sát sát khuẩn, mà trong cái quả sung mà còn xanh á thì nó cũng có hợp chất kháng sinh thực vật để sát khuẩn luôn. Cho nên hồi xưa mà mấy đứa bé mà cái đầu của nó hay bị ghẻ lở bị chóc á, thì người ta hay nấu cái lá của cây sung với lại cái trái xanh của sung á để gội đầu cho tụi nó, thì cái ghẻ lở đó nó hết. Đây là cách dùng của anh chị, thì công dụng chính của nó là để hoạt huyết và bổ huyết. Thì có một cái nghiên cứu là cái người mà bị huyết hư á, thuộc cái thể thiếu máu của Tây Y, thì bây giờ sử dụng cái quả sung này á, để mình coi cái số lượng hồng cầu lưới nó có tăng lên hay không. Thì nghiên cứu này được thực hiện ở trên mấy đứa nhỏ mà bị thiếu máu thiếu sắt anh chị, cũng gần 200 đứa đó, thì kết quả là nó sẽ cải thiện được cái số lượng hồng cầu lưới. Thì các anh chị biết hồng cầu lưới rồi, hồng cầu lưới là tiền thân của hồng cầu đó, thì hồng cầu lưới nhiều thì hồng cầu trưởng thành nó sẽ sinh ra nhiều hơn. Thì cho nó sử dụng cái nước dịch chiết nước ép của lá quả sung và trái sung kết hợp theo những bài thuốc của y học cổ truyền nữa, cụ thể ở đây là bài tứ vật, thì cho kết hợp lại với nhau, một bên là thuốc đông y, một bên là thuốc nam, kết hợp lại thì sau 3 tháng sử dụng thì thấy hàm lượng hồng cầu lưới của tụi nó tăng lên không gì. Như vậy thì ở đây người ta để nè, làm thuốc bổ chung để trị thiếu máu. Thiếu máu là bệnh lý y học hiện đại, nhưng mà mình khám qua cái thể y học cổ truyền đó, thì nó là thể huyết hư, thì nó đúng trong trường hợp này thì các anh chị có thể sử dụng cái lá sung hoặc là trái sung nha. Thì ngoài ra thì còn trị phong thấp, sốt rét, chốc lỡ nè. Thì hai cái công dụng chính nổi bật của nó là trị chốc lỡ nãy em nói rồi đó, hay là sát trùng và cái điều trị chứng huyết hư. Rồi đây là trái dâu tầm ha, dâu tầm này quá quen thuộc với mình rồi. Thì dâu tầm nó có vị chua ngọt, tính mát. Công dụng chính của quả dâu tầm là để bổ can thận và dưỡng huyết. Các anh chị sẽ thấy là bổ can thận trước rồi mới tới dưỡng huyết nha. Như vậy nó đi vào trong can thận, nó đi vào trong can, nó sẽ làm mạnh chức năng là can tàn huyết trước đó, thông qua đó thì nó sẽ có công dụng là dưỡng huyết. Thì đây là cách chủ trị hồi xưa của Tuệ Tĩnh ghi đó anh chị. Người già đau lưng, mỏi gối, táo bón, thiếu máu thì lấy quả dâu chín mình tán nhuyễn ra, thêm mật ong và cô thành châu. Thì cô thành châu thì hôm bữa học bào chế em nói rồi đó, các ví dụ như là luyện mật thành châu, các anh chị nấu mật tới khi nào đó các anh chị nhỏ mật vào trong cái chén nước á, các anh chị thấy nó cô là y như cái viên châu mà nó không có hòa tan ra trong nước, thì lúc đó gọi là cô mật thành châu. Thì này cũng y chang vậy nha, được sử dụng cho bệnh âm hư huyết kém và thiếu tinh dịch. Thì các anh chị thấy bây giờ người ta hay sử dụng quả dâu tầm để làm rượu, rượu dâu tầm ha, thì cái đó nó cũng tương đồng với cái này. Tuy nhiên thì mình có làm thì mình sử dụng là các anh chị làm trực tiếp luôn, đừng đổ rượu vô để ngâm, mà mình sẽ sử dụng ngâm cái quả dâu tầm này với đường phèn nha, đường phèn các anh chị ha, hoặc là đường cát trắng cũng được, theo tỷ lệ 1:1 tức là 1 ký này thì 1 ký đường, lựa những cái trái nào mà nâu đen giống vậy, hoặc là cái trái nào mà màu đỏ đỏ đen giống vậy thì nó mới có công dụng là dưỡng huyết nhiều. Với các anh chị lựa trái xanh thì nó không có công dụng dưỡng huyết nha các anh chị. Rồi đây là vị gì các anh chị? Anh chị nào nhận ra không? Đây nè, cái này cái rễ của nó nè. Rồi, đây gọi là cây mật nhân. Cây mật nhân ha. Thì cái vị nó đắng kinh khủng. Nó có nơi gọi là cây mật nhân hay là cây mật gấu. Tuy nhiên, các anh chị đừng nhầm lẫn với lại cái lá mật gấu, mà cái lá dài dài. Hiện tại người ta trồng nhiều quá, thì mình gọi nó là mật nhân đi để đỡ lẫn lộn. Thì mình sẽ qua nhóm thuốc là bổ dương, hồi nãy giờ là học bổ khí rồi, bổ huyết rồi, thì sẽ qua nhóm thuốc là bổ dương.
thì mật nhân nó có vị rất đắng. Các anh chị ăn khổ qua rừng á, các anh chị cảm giác nó đắng làm sao, thì cái mật nhân này nó đắng gấp 2-3 lần cái khổ qua rừng, đắng ghét là các anh chị nha. Nó có tính bình và bổ trợ thận dương, khu phong trừ thấp. Thì đây là công dụng dùng cho người đau nhức xương khớp, tê tay chân, cảm sốt, đau bụng kinh. Tuy nhiên công dụng nổi trội của nó chính vì nó bổ trợ thận dương, mà các anh chị nhớ thận thì nó có một cái chức năng đó là thận chủ cốt tủy, cho nên công dụng chính của nó là để chủ trị đau nhức cơ xương khớp ở người lớn tuổi. Thì ở đây em để một số bài thuốc của tuệ tĩnh ghi, thì dịch ra cho các anh chị làm, các anh chị có vùng các anh chị có đó thì các anh chị áp dụng thử đi coi nó có hiệu quả không. Thứ nhất là 40 gram rễ mật nhân đã thái nhỏ cộng với 10 trái chuối sứ, hoặc là lấy chuối hột cũng được các anh chị. Là chuối mà đừng lấy chuối chín quá nha, à, hoặc chuối xiêm hoặc chuối móc cũng được, rồi ép dẹp các anh chị nướng vàng đi. Rồi sau đó các anh chị cộng với 200 gram rễ đinh lăng khô, ngâm với 2 lít rượu. Rượu ngon ở đây ý là rượu 40 độ nguyên chất đó các anh chị, trong vòng 20 ngày. Thì sau đó các anh chị sẽ có được một cái bình rượu trợ dương, làm mạnh cương cốt ở người lớn tuổi. Thì mỗi ngày mình sử dụng theo đúng như cái liều lượng mà em hướng dẫn các anh chị. Thì đây là cái liều lượng của hồi xưa. Tuy nhiên mình áp dụng cái liều lượng theo tiêu chuẩn hiện đại bây giờ, theo độ cồn á, để cho nó không có ảnh hưởng tới gan của mình. Thì đây là cái bài mà tuệ tĩnh đề ra. Thì anh chị nào ở vùng mình có cây mật nhân thì các anh chị làm thử để đánh giá hiệu quả của nó. Thì kiên kỵ cho phụ nữ có thai các anh chị. Rồi cái thứ hai, vị thuốc thứ hai thuộc nhóm thuốc bổ dương. Cái này thì quá quen thuộc rồi các anh chị, cây ngải cứu ha. À, đặc tính của cây ngải cứu là đây là cây tươi nè. Khi các anh chị phơi khô rồi á, thì một mặt thì nó màu còn nâu sậm, ở dưới thì nó có một cái lớp lông nha, thì gọi là cây ngải cứu. Thì nhiều nơi người ta hay gọi là cây ngải diệp. Thì trong ngải cứu thành phần chính là tinh dầu của ngải cứu, chủ yếu là tinh dầu thôi. À, nó có vị đắng, mùi thơm và tính ấm. Thì công dụng của ngải cứu các anh chị quá thông dụng rồi, bổ hỏa trợ dương nha. Cho nên là khi mà chăm cứu á, những trường hợp nào mà bị cảm nhiễm bởi phong hàn tà, hay là trong cơ thể của mình có hàn chứng á, các anh chị thấy là bác sĩ chỉ định ôm châm. Ôm châm tức là châm kèm theo với hơ ngải cứu, thì ra từ đây mà ra nè các anh chị, do nó có công dụng là bổ hỏa trợ dương. Thì đây là cách dùng bồi dưỡng cơ thể khí huyết ha, ghi chung thôi, tại vì hồi xưa tại tỉnh nó ghi chung chung. Có một cái các anh chị phải nhấn, đó là để điều trị rong huyết ở phụ nữ. Rong huyết tức là cái máu ở cái vùng tử cung của mình nó ra ngoài á, thì các anh chị để tươi hay là các anh chị khô, để khô hoặc là sao đen, tuy nhiên sao đen là có hiệu quả nhất để cho bệnh nhân sử dụng. Rồi ngoài ra còn dùng ngải nhung để cứu các huyệt châm cứu, hay là dùng băng bó gãy xương. Thì đây là liều dùng, liều của thuốc thang, đây là liều thuốc thang nha các anh chị, 4-8 gram. Thì các anh chị sẽ thấy là người ta bây giờ người ta sẽ làm điếu ngải cứu nè. Ở không biết là ở nhà có anh chị nào làm điếu ngải cứu không, trong lớp của mình? Em có thấy bạn em dùng trong cái yoga truyền liệu không? Ừ, cái đó là người ta mua. Bây giờ mình làm á thì làm nó dễ lắm các anh chị. Cái ngải cứu này nó rẻ, tốt nhất là các anh chị trồng đi, trồng ở nhà, vườn nhà mình cũng được, nó dễ lên lắm. Một cái trận mưa, một mùa mưa xong là thấy nó lên y như lá lốt vậy, nó tươi. Thì khi mà có cây tươi rồi các anh chị phơi khô nó thành này nha. Sau khi đã có khô rồi á, thì cái dạng ngải cứu nó có hai dạng. Một là cái mồi ngải, mồi ngải giống vậy nữa. Hai là cái điếu ngải. Thì làm cái mồi ngải nó dễ hơn. Cái mồi ngải thì các anh chị chỉ cần nén cái ngải cứu khô lại, các anh chị xoay nó, vê nó theo cái hình chiều kim đồng hồ á, thì nó sẽ thành những cái mồi ngải nhỏ nhỏ giống vậy để các anh chị sử dụng cho bệnh nhân. Thì cứu cho bệnh nhân á, thì nó có hai trường hợp cứu. Thứ nhất là mình châm kim vô rồi mình lấy cái mồi ngải để mình cứu. Mà tuy nhiên các anh chị sẽ thấy trong những cái spa người ta làm theo cái phương pháp cứu này. Cái phương pháp cứu này nó xuất phát từ ở Nhật Bản các anh chị nha. Đối với những người mà người ta không thích châm cứu, người ta sợ kim châm nó đau quá đi, thì người ta sẽ sử dụng cái mồi ngải cứu như vậy. Thì thường thường có hiệu quả nhất là cứu gián tiếp. Các anh chị lót ở dưới này một cái đế gừng, đế bằng gừng là có hiệu quả nhất. Rồi để cái mồi ngải lên, các anh chị bắt đầu lấy cái nhang các anh chị đốt. Thì cái hơi nóng và cái tính bổ hỏa trợ dương của ngải cứu á, nó đi vào trong miếng gừng, rồi nó đi vào trong cái vùng huyệt ở đây, nó sẽ làm cho bệnh nhân
đỡ bệnh thay vì châm cứu, thì mình tác động lên cái huyệt bằng cái sức nóng của hơi ngải thuốc. Còn làm cái điếu ngải này thì sao? Điếu ngải này thì phức tạp hơn, các anh chị phải có ngải cứu mà các anh chị làm cho nó vụn ra, thì tỷ lệ là 70% ngải cứu, 30% mùn cưa. Mùn cưa là cái gỗ mà các anh chị cưa nó còn lại cái vụn á, người ta gọi là mùn cưa. Thì các anh chị trộn lại, các anh chị nén nó lại thành một cái điếu ngải cứu giống vậy. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao mình phải trộn mùn cưa vô? Thì các anh chị biết là cái mồi ngải này nè, nếu như chỉ có cái ngải cứu khô không á thì nó rất nhanh tàn, cái cháy cái là nó tàn liền. Cho nên để giữ nhiệt lâu thì người ta phải trộn mùn cưa vô để cho nó giữ nhiệt. Cho nên các anh chị thấy mấy cái điếu ngải mà người ta bán á, là trong đó có trộn mùn cưa hết. Thì đây là hướng dẫn để cho các anh chị ở nhà, anh chị nào mà có ngải cứu mình có thể tự làm. Rồi, một số món ăn liên quan tới ngải cứu anh chị. Các anh chị sẽ đã ăn mấy món này bao giờ chưa? Rồi qua. Anh chị nào ở miền Bắc á, thì rất rành những cái này, trứng vịt lộn tần hay là hầm với ngải cứu hay trứng chiên với ngải cứu. Cái đợt mà em đi ra ngoài Hà Nội học á, thì thấy cái món này nó lạ lẫm vô cùng, tại vì em người miền Nam thì chỉ ăn hộp vịt lộn với rau răm với muối tiêu thôi, còn ngoài đó người ta ăn dày với gừng, thấy hơi lạ nhưng mà ăn vô thì nó ấm, tại vì nó có cái ngải cứu ở đây các anh chị. Còn này là món của Hàn Quốc ưa chuộng, đó là gà hầm với ngải cứu. Rồi cây này cây gì các anh chị? Dây tơ hồng đúng không? Đúng rồi, chính xác ha, dây tơ hồng. Các anh chị dưới quê sẽ thấy là nó giăng tùm lum hết trơn á, nó chỉ các anh chị thấy một cái nhánh nhỏ của nó mà các anh chị không gỡ nó ra thì chừng mấy tháng sau nó mọc tùm lum hết trơn á. Thì đây từ đúng ở trong cái thuốc y học cổ truyền thì gọi nó là thỏ tiên tử. Rồi tên khác là quả tơ hồng hay dây tơ hồng nha. Thì thường á cái vị thuốc thường sử dụng là quả và dây luôn, tức là lấy hết nó luôn nha. Thì đây là công dụng của dây tơ hồng. Công dụng mà nổi bật chính gần đây nhất, được người ta nghiên cứu nhất, nghiên cứu nhiều nhất đó, là để chữa can thận thương suy, mà chủ yếu là thận tinh suy, cụ thể là tinh sinh dục của thận nó giảm ha. Cho nên là người ta mới liên quan tới là cái liệu cái thỏ thi tử này có chữa được cái suy sinh dục nam hay không. Người ta nhấn mạnh là suy sinh dục nam, thì nhiều kết quả khả quan là sẽ hỗ trợ để chữa suy sinh dục nam. Anh chị, suy sinh dục nam ở đây thì gồm có cái gì? Thì đối với nam giới ở lứa tuổi trung niên á, từ 30 tuổi cho tới khoảng 50 tuổi mà cái tỷ lệ tinh trùng và tinh dịch nó giảm, thì có thể kết hợp thỏ thi tử sử dụng chung với bài bát vị, tùy theo thể bệnh trên y học cổ truyền để mình điều trị cái chứng đó thì nó có hiệu quả các anh chị nha. Ngoài ra thì có thể chữa chân tay mỏi yếu, người già thận hư, thì nói chung là nó làm mạnh cái phần thận tinh á. Thì thận tinh thì có tinh sinh dục, các anh chị nhớ lại sơ đồ thận tinh á, thận tinh thì có tinh sinh dục. Còn bên này á thì cái tinh của thận nó sẽ chi phối cái vùng cốt tủy, thì do đó là ở đây nè, nó chữa chứng là người già thận hư là từ đó. Rồi đây là liều sử dụng khô, các anh chị có thể sử dụng ngâm rượu cũng được luôn nha. Liều sử dụng khô là 12 cho tới 16 gram. Tuy nhiên ở trên cái dây tơ hồng này nó rất nhiều bụi, không biết làm sao nhưng mà chỗ nào có dây tơ hồng thì cảm nó rất bụi, cho nên khi mà các anh chị làm phơi khô các anh chị nhớ rửa sạch rồi mới phơi khô, chứ không là mình uống bụi vô quá trời đó. Rồi đây là cây gì các anh chị? Rau ngót à cô? Rau ngót hơi giống giống nha. Còn các anh chị khác thì sao? Giống như lá diệp tả phả. Chùm ngay nữa cô. Chùm ngay. Rồi anh chị nhìn ha, cây chùm ngay các anh chị. Không biết nhà các anh chị có trồng không, nhà em có hai cây nó mọc quá trời luôn. Chùm ngay này á thì nó thuộc họ giống giống cái họ bây giờ mà các anh chị thấy siêu thị hay bán để là rau ngót Nhật. Rau ngót Nhật nha, chứ không phải rau ngót của Việt Nam. Rau ngót Nhật thì nó chung họ với chùm ngay ha. Người ta đóng túi người ta bán trong siêu thị á. Thì cái công dụng của chùm ngay á, nó có vị đắng chút xíu thôi, nó đắng ít thôi các anh chị, và tính mát. Thì người ta dùng lá và hoa tươi á để làm thuốc bổ chung. Bổ chung tức là sao? Bổ khí cũng được, bổ huyết cũng được, bổ âm cũng được, bổ dương cũng được. Tuy nhiên bổ khí huyết là nổi trội nhất nha. Ngoài ra thì trong này nó có nhiều hàm lượng khoáng chất, cho nên có thể là bổ sung chất dinh dưỡng, là sinh tố vi lượng cho trẻ em phụ nữ.
Ngoài ra hiện tại bây giờ sẽ có nhiều nghiên cứu liên quan đến cây chụp ngay, và em để này ba cái nghiên cứu được công bố trên quốc tế, tức là được cái trang web hiệp hội y khoa lớn nhất của thế giới công nhận á. Thì đầu tiên công dụng là giảm cholesterol hay là giảm mỡ máu nha. Mỡ máu của mình á thì nó có cholesterol nè, triglycerides nè, HDL và LDL. Trong đó chỉ có một cái đứa là nó tốt thôi, đó là HDL, còn lại ba đứa kia nó xấu hết. Thì cái chùm ngay này nè, nó làm giảm cái lượng mỡ xấu ở trong cơ thể của mình nha. Ba cái các anh chị thấy nè, cholesterol, triglycerides, ngoài ra còn giảm acid uric. Thì cái này nó giảm ngoạn mục luôn các anh chị, nhất là trên những bệnh nhân bị gút á. Các anh chị sẽ thấy là bị gút đợt cấp thì bắt buộc mình phải sử dụng thuốc tây y. Thuốc đông y là không lại, tại vì đợt cấp của gút nó bùng phát, bệnh nhân đau dữ dội, mình phải sử dụng thuốc của tây y. Khi thuốc tây y đã kiểm soát được đợt cấp rồi á, thì bệnh nhân trở về giai đoạn mạng, thì các anh chị có thể sử dụng thuốc tây y kết hợp với chùm ngay và một số bài thuốc y học cổ truyền khác, phụ thuộc vào cái chẩn đoán y học cổ truyền của các anh chị là gì. Thì em hay điều trị kết hợp chung với cái lá chùm ngay này, tại vì được nghiên cứu rồi, được công bố rồi, thì dùng thì chắc chắn nó hiệu quả các anh chị. Mà thực tế trên lâm sàng bệnh nhân cũng cải thiện luôn. Người ta nói là nó sẽ không đẩy bệnh nhân vào trong đợt cấp nhiều khi mà đã sử dụng cái lá chùm ngay này rồi. Thì liều sử dụng là một ngày 100g rễ tươi, bằng cách là nói bệnh nhân ăn sống, ăn như là rau luộc các anh chị, nhưng đừng ruột chín quá, chỉ là chần nước sôi rồi mình ăn, thì đó là cách có hiệu quả nhất, giữ lại hợp chất hoàn toàn của cây chùm ngay. Cái thứ hai cũng đã được nghiên cứu rồi, có công dụng hạ huyết áp, ổn định đường huyết. Thì đây là liều sử dụng 150g của lá để mình sử dụng. Tuy nhiên nha các anh chị, phải kết hợp với thuốc điều trị đái tháo đường của tây y. Như các em nói hoài đó, các anh chị không được bỏ thuốc đái tháo đường của tây y. Mình không có làm lại được đái tháo đường đâu các anh chị nha. Các anh chị hay nghe nói là thuốc đông y chữa đái tháo đường rất hay, hay nhưng mà chỉ chữa triệu chứng thôi, không có kiểm soát được hàm lượng đường huyết như thuốc tây y đâu. Cho nên là phải sử dụng kết hợp. Các anh chị nói bệnh nhân bỏ thuốc tây y là chết á, đường huyết của bệnh nhân nó sẽ lên mà mình không kiểm soát được luôn. Cái thứ ba là tiền liệt tuyến hay là phì đại tiền liệt tuyến ở nam giới á. Thì các anh chị thấy là cái tỷ lệ nam giới bị lớn tuổi, 50 tuổi trở lên, mà bắt đầu là than là đi tiểu, mà sao tiểu cái đường tiểu của nó bị hẹp ha, tiểu không mạnh, tiểu ngắt quãng, thì nên đi kiểm tra tiền liệt tuyến có bị phì đại hay không. Thì nó là một cái lành tính thôi, nhưng mà nó sẽ gây khó chịu trong cái việc đi tiểu của mình. Thì ở đây người ta cũng nghiên cứu cái lá chùm ngay này nè, sử dụng 100g lá tươi hàng ngày kết hợp với lá chinh nữ hoàng cung 80g, thì làm cho cái u tiền liệt tuyến nó giảm dần, nó hẹp, nó teo lại các anh chị nha. Thì này cũng được nghiên cứu rồi, ba nghiên cứu em để đây để cho các anh chị đọc bổ sung thêm. Rồi tiếp theo đang là mùa của trái này luôn các anh chị, trái hồng ha. Thì mình sẽ có là trái hồng vuông hay là trái hồng trứng. Rồi trái hồng thì nó có vị ngọt và chát, ngọt nhiều hơn chát. Ở cách dùng thì nó cũng là thuốc bổ chung luôn, tức là thuốc bổ khí, bổ huyết, bổ âm, bổ dương luôn. Tuy nhiên người ta dùng nó trong thuốc bổ khí, bổ huyết nhiều nhất để trị những cái chứng suy dinh dưỡng. Thì cái liều dùng á, liều dùng khô là 6-12g, liều dùng tươi một ngày không được ăn quá 250g hồng các anh chị nha. Thì đây nó có nhiều loại hồng lắm, ở Việt Nam của mình giờ loại nào cũng có hết trơn á. Thì giờ hỏi nè, các anh chị thích ăn loại nào nhất? Số 1, số 2, số 3, số 4, các anh chị thích ăn loại nào nhất? Số 1 ạ. Số 1 ha. Các anh chị này, còn anh chị khác thì sao? Các anh thích ăn hai hồng này không? Hồng xanh nè, hay gọi là hồng vàng á. Hồng số 4 đó. Hồng số 4. Rồi. Các chị có thấy là mấy bạn trẻ hay là mấy anh chị còn trẻ thì thích ăn hồng giòn, tại vì nhai nó giòn giòn. Còn mấy anh chị lớn tuổi hơn thì thích ăn hồng mềm. Ngay cả bản thân em cũng thích ăn hồng giòn, không thích ăn mềm. Thì các anh chị, đối với anh chị này là gì? Nhựa hồng ở trong cơ thể mình. Nhựa hồng ha, mỗi ý kiến. Còn các anh chị khác? Giống như là nhựa của cây thông ấy cô. Nhựa của cây thông. Còn các anh chị khác? Này giống sỏi cô. Sỏi, một anh nói là sỏi.
Để ý ha, đây là hình ảnh nội soi ở trong ruột của một người phụ nữ. Giờ cái này là cái bã của cái trái hồng mà giống như bọn ở trong cái tiêu quá nó không có tiêu được đó cô, nó đóng thành cục. Cái bã của trái hồng ha, các anh chị đọc cái này cho em nha. Thì cái thông tin này nó đăng trước hồi dịch Covid cũng nhiều lắm, cũng nhiều người bị chứ không phải chỉ có một cái mình chị này bị đâu, nhưng mà cái chị này bị nó nặng quá cho nên báo nó mới đăng. Thì một cái người phụ nữ đói bụng thì ăn hồng vô, mà ăn hồng giòn, cái chị ăn là chỉ có ngọt vỏ rồi đó chứ không phải là chị không ngọt vỏ đâu. Mà tuy nhiên ăn xong cái tắc ruột thì bác sĩ nội soi ở trong cái ruột già đó thì nó bệnh một cục chứ không vậy, nó bệnh mà tới nỗi nó không có còn đường để cho đồ ăn nó chạy qua thì mới gây hiện tượng tắc ruột. Thì các anh chị thấy là nó tắc hoàn toàn cái ruột nha, nó to một cục vậy đó, thì gấp nó ra nó vậy, trọng lượng của nó gần nửa ký đó anh chị nha, tắc hết cái phần đại tràng, cái tràng sức ma. Thì đó, thì tại sao, câu hỏi đặt ra tại sao trong hồng có cái gì mà nó làm cho nó tắc ruột như vậy? Thì trong hồng nó có một cái hợp chất đó là pectin ha. Hợp chất pectin này nó nằm nhiều ở cái vỏ hồng, và khi mà các anh chị để bụng đói thì cái axit dịch vị trong dạ dày của mình, trong ruột nó cũng có luôn, nó sẽ phản ứng với lại pectin, nó sẽ tạo thành kết tủa. Các anh chị thấy cái chị này đói bụng mà ăn cái quả hồng giòn á thì nó kết tủa một cục bự vậy nè nha. Thì tại sao mình ăn mình gọt rồi, trong vỏ nó có nhưng mình gọt rồi, thì câu trả lời là cái lớp thịt mà nó gần cái vỏ đó thì nó cũng có chứa nhiều pectin luôn, tuy nó không nhiều như cái vỏ nhưng mà nó vẫn có nhiều. Cho nên các anh chị chú ý, anh chị nào mà thích ăn hồng chín thì không sao, anh chị nào thích ăn hồng giòn, cái hồng sống á, thì lưu ý là mình gọt sâu một chút xíu, gọt sâu vô, các anh chị đừng gọt hà tiện nha, gọt sâu vô thì các anh chị ăn là cái thứ nhất. Cái thứ hai, không được ăn lúc bụng đói, nhất là những đứa nhỏ. Ví dụ như mấy đứa nhỏ lớp 5, lớp 4 nó đói bụng về á, mùa này là mùa hồng nè, các anh chị cho nó một vài trái hồng giòn thì có khả năng nó bị tắc ruột, tại vì cái ruột của mấy đứa nhỏ nó nhỏ xíu á nha. Ăn lúc no, không ăn lúc đói nha các anh chị. Thì em để lên để cho các anh chị đọc luôn. Rồi mình nghỉ chút xíu đi, rồi mình sẽ qua nhóm thuốc khác anh chị.
Rồi tiếp tục các anh chị ha. Mình sẽ qua một cái nhóm thuốc khác của thuốc nam, đó là thuốc giải biểu, hay gọi ngắn gọn là thuốc giải cảm đó. Thì cái nhóm này có hai nhóm, thứ nhất là phát tán phong hàn, nhóm thứ hai là phát tán phong nhiệt, hay là cái nhóm thuốc là cảm hàn, trị cảm hàn và trị cảm nhiệt. Thì đầu tiên, cái nhóm đầu tiên là phát tán phong hàn, thì vị đầu tiên là lá bưởi các anh chị, cái này cũng quen thuộc với mình. Thì tính vị lá bưởi thì các anh chị quá quen rồi. Thứ nhất, nó có vị đắng, thèm, mùi thơm và tính ấm. Quy kinh chính của lá bưởi là quy kinh phế, chủ trị là để trị cảm hàn đó anh chị, hay người ta ghi là trừ hàn, tán khí, thông kinh hoặc lạc đó. Nó dài dòng vậy, cuối cùng cũng là trị cảm hàn. Thì cách dùng ở đây các anh chị sử dụng là lá bưởi. Lá bưởi là lá bưởi bánh tẻ, tức là lá bưởi già, nhưng mà nó không già quá. Các anh chị không lấy lá bưởi non, các anh chị cũng không lấy những cái lá bưởi nào mà nó có điểm vàng. Điểm vàng nó già quá, nó sắp rụng rồi, thì cái tinh lượng tinh dầu trong đó nó không nhiều nữa. Các anh chị sử dụng những cái lá bưởi nó lớn và nó xanh sậm nha. Thì cách dùng thì mình có thể nấu nước để xong, để uống hoặc là để ngâm chân, hoặc là có thể chữa chân do hàn thấp chướng khí. Cái hàn thấp chướng khí này khi học bệnh học á, thì các anh chị sẽ được hướng dẫn là giảm đau do chúng phong tê bại, hay là chúng phong hàn thấp nó đi vào trong cơ thể của mình, nó gây huyết ứ. Thì có thể sử dụng lá bưởi vô trong bài thuốc của mình hỗ trợ thêm. Thì đây là lá bưởi hay sử dụng nè các anh chị nha. Các anh chị sử dụng lá xanh sậm giống như vậy. Rồi cái vị thuốc thứ hai đó là cây tràm. Cây tràm thì cây tràm hay là người ta hay sử dụng cái lá đó, nó có vị cay, the, mùi thơm và tính ấm, sẽ phát công dụng chính là để phát tán phong hàn hay là để trị cảm hàn đó. Thì chủ trị trị cảm mạo phong hàn nè, có hai cách. Một là mình nấu lá mình xong hoặc là mình uống. Hai là người ta chế dầu hoặc là chế cao so bóm bữa mình làm rồi đó, thì có thể từ tinh dầu tràm cũng được luôn. Cái liều mà sử dụng để nấu lá uống là 12 cho đến 20 gram lá tươi. Còn nếu như sử dụng lá xong á, là từ 100 đến 200 gram lá tươi các anh chị. Thì đây là cây tràm. Đó, các anh chị sẽ nhìn là nó hơi giống giống với lá của cây bạch đằng, tuy nhiên nó khác nhau nha các anh chị. Thì ở đây có một cái sản phẩm nổi tiếng ở ngoài Huế, đó là tinh dầu tràm Huế. Thì cái hàm lượng hợp chất tinh dầu ở trong cây tràm Huế là cao nhất, cho nên ngoài vùng Huế người ta hay lấy nó, người ta ép tinh dầu. Rồi cái cây tiếp theo là cây đại bi, cái này cũng quen các anh chị nhìn, cái này là cây đại bi ha. Thì đại bi hồi xưa thì thường mọc hoang, nhưng mà bây giờ người ta canh tác nó trong những cái ruộng thuốc, có thể trồng để bán luôn. Thì tính vị và công năng thì đại bi có vị cay đắng, mùi thơm nồng và tính ấm. Nó phát tán phong hàn, tiêu đờm, sát trùng. Hoặc người ta có thể sử dụng cây đại bi kết hợp với cây long não hôm bữa em nói đó, để người ta ép lấy cái tinh dầu để chế long não. Chủ trị của cây đại bi là để giải cảm, trị ho, thể phong hàn, các anh chị có thể sử dụng xong và uống luôn. Và tuy nhiên những cái lá nãy giờ mà hướng dẫn với các anh chị á, thì em hay hướng dẫn bệnh nhân xong là chủ yếu. Thì đây là liều dùng lá khô, có thể dùng đến 30 gram. Tuy nhiên những cái loại này nè, những cái loại lá mà có nhiều tinh dầu á, thì mình sử dụng loại tươi là tốt nhất. Thì cái số lượng lá tươi sử dụng có thể là từ 100 đến 200 gram. Rồi đây là cái gì các anh chị? Đây là cái hoa hạnh phúc cô. Hoa hạnh phúc. Còn các anh chị khác thì sao? Cái gì nhìn cái lá nó quen quen không? Thuộc cái họ gì á? À, cái gừng á cô. Nghề gừng á. Này nè các anh chị. Củ đó nè. Gừng gió. Đúng rồi, gừng gió các anh chị. Cái gừng gió. Thì dạo này các anh chị sẽ thấy là ai ở chung cư á, em ở chung cư thì ta trồng cây gừng gió rất nhiều, tại vì nó có một cái công năng, đó là cái mùi của nó đuổi được muỗi, cho nên bây giờ người ta trồng gừng gió kiểm rất nhiều. Còn ở trên núi á, thì cây đây là cây gừng gió nguyên thủy của nó, cái tán nó rất rộng, cái củ nó dày các anh chị nha. Thì hồi xưa nó mọc hoang ở núi, nó có vị cay và mùi thơm, thơm nồng, tính nóng, nồng nồng hơn là cái mùi của gừng. Phát tán phong hàn cũng là để trị cảm hàn luôn. Thì đây là công dụng của nó. Ở đây có một cái bài thuốc mà Tuệ Tĩnh để lại đối với cây gừng gió các anh chị, đó là trị nhức mỏi tay chân hoặc là nhức mỏi khắp người. Thì ông dùng nó, dùng gừng gió giả nát ngâm với rượu rồi xoa bóp cũng được. Thì liều dùng 4 đến 8 gram là liều khô, tuy nhiên liều tươi thì các anh chị có thể sử dụng là 25 tới 50 gram. Nhắc lại, liều khô là 4 đến 8 gram,
liều tươi là 25 đến 50 gram các anh chị. Rồi đây là cây kinh giới, cây này quá quen rồi. Các anh chị, kinh giới nó cũng thuộc cái nhóm là phát tán phân hàng luôn. Nó có vị cay tính nấm. Rồi tiếp tục tô diệp hay là cây tía tô đó thì cũng thuộc nhóm là giải cảm hàn luôn các chị, do nó có vị cay tính ấm và nó có nhiều tinh dầu, quy vào kinh tỳ phế. Liều sử dụng này là liều phô, liều tươi là 25 đến 50 gram, có thể nâng lên tới 100 gram cũng được. Rồi đây là cây hương nhu tía. Hương nhu thì nó có nhiều loại, ở Việt Nam có hai loại, một loại xanh một loại tía. Nó, tuy nhiên trong làm thuốc thì em hay sử dụng cái hương nhu tía. Tía là các anh chị thấy cái đọt hoa của nó tía tía và trong cái đầu lá của nó có màu hơi tím hay là màu tía đó, thì bộ phận sử dụng là hoa và lá ha. Hay em hay cho bệnh nhân là toàn cây luôn, từ cái vùng nó mọc lên trừ cái rễ ra thôi thì nguyên cây mình sử dụng được. Nó có vị cay tính ấm nè, quy kinh phế vị. Thì trong cái hợp chất hương nhu tía nó chứa tinh dầu, đây là tinh dầu đặc trưng của hương nhu tía nha. Công dụng thêm để đây, công dụng chính là để giải cảm hàn nha. Ngoài ra đó, chính vì cái tinh dầu này nó không dùng phát tác, cho nên là một số sách ghi nó là thuộc nhóm giải cảm nhiệt luôn. Tuy nhiên sách kinh điển thì mình học theo kinh điển đó anh chị, tuệ tỉnh ghi là giải cảm hàn thì mình cứ tuân theo là giải cảm hàn. Liều dùng phô là 4-12 gram, liều dùng tươi là 25-50 gram. Rồi cái này quá quen thuộc rồi ha, dược ngò và hành. Thì hai cái vị này nó là gia vị và nó cũng là vị thuốc luôn. Công dụng chính của nó cũng là giải cảm hàn, phát tán phong hàn. Cho nên các anh chị thấy là bị cảm, mình đi mưa về mình bị cảm phong hàn đó, thì mình hay ăn cháo hành hay cháo ngò, ăn xong thấy nó khỏe liền. Tại vì sao? Các chị nhìn nè, cái hành đó thì nó có vị cay tính ấm. Chính vì vị cay tính ấm cho nên nó sẽ hành khí, đẩy khí đi nhanh và nó làm cho phát tán phong tà đi ra ngoài, đẩy đi ra ngoài. Cho nên ăn cháo hành, cháo ngò xong mình sẽ thấy là bị phô tố lý mình mở ra, đổ mồ hôi ra, và chính vì bị phô tố lý mở ra thì sẽ đưa cái phong hàn tà từ bên trong của mình đi ra ngoài. Các anh chị thấy thì liều dùng ở đây á, đối với ngò là từ 26 gram liều phô, liều tươi đối với hành là 20-40 gram, tuy nhiên có thể đẩy lên tới 50 hoặc là 80 gram đều được, thì tùy, tại vì cái này nó có mùi nồng, một số bệnh nhân người ta không có thích. Anh chị thấy là mấy đứa nhỏ giờ đa số uống nó cũng không thích ăn hành ngò, tại vì cái mùi của nó hơi nồng quá đi, thì ai sử dụng được thì mới cho hành ngò nha. Giống như phở giờ mấy đứa nhỏ nó ăn, mấy đứa nhóc nhẹ nó ăn thì nó thành vậy. Rồi mình sẽ qua tới vị tiếp theo, thì tía tô này hồi nãy nói rồi thì có nhấn một cái thôi, đó là mình cũng có thể sử dụng tía tô để nấu cháo giải cảm được luôn nha. Bằng cách nấu sao thì các anh chị có cháo trắng hoặc là cháo thịt nấu xong rồi đó thì mình mới rắc tía tô vô, để hạn chế cái chuyện là em thấy các anh chị hay nấu là cho tía tô vô rồi cháo nấu xong rồi cho tía tô vô nhưng mà bếp vẫn bật, thì các anh chị quậy như vậy cái tinh dầu ở trong tía tô nó sẽ bay hơi hết luôn, như vậy thì không đúng, mình không giữ được tinh dầu. Các anh chị cho cháo ra tô đi rồi mới giục tía tô vô, hành ngò nó cũng y chang vậy các anh chị. Rồi mình sẽ qua một cái nhóm thuốc nữa, đó là phát tán phong nhiệt. Thì đây là vị gì các anh chị? Đây là cây gì? Đấy như phù bình đó. Bèo. Cái bèo đúng rồi. Bèo thì nó có nhiều bèo ha. Bèo này là bèo cái hay là để nuôi á, nuôi cá bảy màu. Nhà em nuôi cá bảy màu này, bỏ mấy cái bèo này vô. Thì nó cũng là một vị thuốc luôn các anh chị. Cái bèo cái này có vị the, là tính lạnh hay tính mát, dùng để phát tán phong nhiệt. Hồi nãy những cái vị thuốc trước mình học là để phát tán phong hàn nha, còn này là để phát tán phong nhiệt. Chính vì phát tán phong nhiệt cho nên nó phải có vị hơi mát lạnh và tính hàn lưu. Thì đây các anh chị thấy nè, vị the tính lạnh là chủ trị của cái bèo cái này là để trị cảm phong nhiệt. Liều dùng là 10-20 gram khô, liều tươi là 25-50 gram. Anh chị dùng, anh chị sử dụng cái lá thôi nha, cắt cái rễ đi, tại vì bèo này nó nhiều rễ, mình chỉ sử dụng lá ở trên thôi. Rồi tiếp tục, cây này quen ha, cây này là cây lúp, anh chị, cây lúp. Thì đây là công dụng của cây lúp. Cây lúp có vị đắng, mùi thơm và tính nó cũng hàn lương luôn, cho nên dùng để điều trị phát tán phong nhiệt. Cây lúp để điều trị phát tán phong nhiệt hay là để trị cảm nhiệt nó rất có hiệu quả, anh chị.
đối với những trường hợp mà sử dụng độc vị, tức là chỉ sử dụng cây lúc để nấu nước uống thôi thì cũng có hiệu quả luôn. Thì mình sẽ lấy bộ phận nào thì thường là mình sử dụng toàn cây. Tuy nhiên các anh chị chú ý, có cái chỗ mà nó có hiệu quả nhất là những cái nhánh mà nó gần cái cụm hoa này thì nó sẽ có hiệu quả nhất. Rồi tiếp tục, cây này cái gì các anh chị? Sim đúng không cô? Sim chưa đúng. Chị nào nhận ra không? Cái này trong chùa hay trồng? Cây hoa cam thôi các anh chị. Cây hoa cam thì nó có vị đắng, mùi thơm nhẹ và tính mát, hay còn gọi là cây thiết quan âm á, phát tán phun nhiệt. Như vậy thì công dụng chính của nó là để trị cảm nhiệt. Thì các anh chị thấy là để trị cảm mạo, nhức đầu, đau nhức mắt, trị tê thấp, trị có nhiệt, nhưng nó phải có yếu tố là nhiệt tà đi bên ngoài vào thì cái sử dụng cái cây này mới có hiệu quả. Rồi mình sẽ qua thêm một nhóm nữa rồi mình sẽ nghỉ các anh chị. Nhóm thuốc trừ đờm trị ho. Thì cái thuốc trừ đờm trị ho nó sẽ có một vài nhóm nhỏ. Thứ nhất là thuốc hóa đờm. Để hóa đờm thì sẽ có thuốc hóa đờm hàn và thuốc hóa đờm nhiệt. Thuốc trị khái hay là thuốc trị ho đó thì nó cũng có hai nhóm, đó là thanh phế trị khái hoặc là ôn phế trị khái. Hay nó giống giống trên là ho do hàn và ho do nhiệt, nó cũng chia giống vậy luôn. Rồi mình sẽ đi vào nhóm đầu tiên. Đây là cây gì các anh chị? Bột kết. Rồi chính xác, cây bột kết ha. Thì đầu tiên cái thuốc hóa đờm hàn, tức là cái đàm ở trong người của mình mà do yếu tố hàn á, thì cái vị thuốc đầu tiên của thuốc nam đó là bột kết. Mình có thể sử dụng bột kết ở đây thì sử dụng cái quả nha. Nó có vị cay, mặn và tính ấm. Cái hạt của nó thì cay hơn cái quả nha, cho nên là mình hay sử dụng để hóa đờm tiêu tích. Rồi cách dùng là để trị trúng phong, có thể ngâm quả đập dập vào rượu và cô thành cao dán vào chỗ sưng đau. Đặc trưng của cái bột kết này á thì người ta không sử dụng để uống. Uống thì nó có thể gây ngứa cổ họng, gây ho. Cái chất xà phòng ở trong bột kết đó kinh tị, khi mà mình nuốt vào cổ họng mình sẽ có thể gây ngứa và gây ho, cho nên đa số hồi xưa người ta sử dụng là cao dán. Thì các anh chị sẽ nấu cái bột kết này, nấu thì nó sẽ nổi lên cái bọt xà phòng, các anh chị hớt cái bọt xà phòng nó bỏ đi, cô nó lại thành cao, rồi mình dán vào trong một cái miếng vải á, thì tiếc là không có hướng dẫn các anh chị làm cao dán được. Thì một trong những loại cao dán mà để hóa đờm hàn nổi bật nhất đó là cao bột kết nha. Thì cái liều dùng là 4 đến 6 gram cao, thì ở đây chỉ dán thôi, dán vào những cái chỗ sưng đau hoặc là những cái chỗ ho nhiều. Rồi cái thứ hai là củ nưa các anh chị. Các anh chị thấy củ này chưa? Chưa cô ơi, không biết củ này cô ơi. Không thấy luôn. Các anh chị nào hay đi rừng á, đào được củ này. Củ nưa thì có hai loại, em để hai cái link ở đây. Cái link về cái clip đó các anh chị, tối nay các anh chị rảnh mở lên coi. Thì nó có một cái củ nưa Trung Quốc và củ nưa Việt Nam, củ nưa rừng Việt Nam. Thì đây là củ nưa của Việt Nam. Củ nưa Việt Nam thì cái cây nó nhỏ lắm các anh chị, cây nhỏ xíu à, cái da nó hơi giống như con rắn. Còn cái củ nưa của Trung Quốc thì nó to, nó bự, và người ta đem về người ta canh tác để người ta lấy tinh bột củ nưa để ăn các anh chị, tinh bột củ nưa. Còn Việt Nam của mình thì đa số ở trong rừng mới có. Thì khi bấm cái này lên thì nó thành củ ngoài đây à. Còn củ Trung Quốc thì nó bự hơn. Củ này của Việt Nam. Rồi đây là công dụng của củ nưa. Thì củ nưa nó có vị đắng, cay, tính ấm và các anh chị nhớ nó có độc, ăn nhiều thì sẽ gây ngộ độc. Thì củ nưa là nhóm độc ẩn B à, nhưng mà công dụng hiệu quả nhất của củ nưa đó là hóa đàm. Công dụng hóa đàm của củ nưa rất là nổi trội các anh chị nha, nổi trội hơn những vị thuốc đông y luôn. Chính vì vậy cho nên bây giờ đó người ta hay bứng những cái củ nưa ngoài trong rừng đó, người ta đem về để người ta trồng, người ta gieo nó lên để trồng và lấy tinh bột của củ nưa hoặc là dịch sắc của củ nưa để trị khái hóa đàm. Thì đây là công dụng của củ nưa mà trong sách kinh điển ghi.
Thì ở đây có một cái công dụng đó là chữa đàm trong xuyển. Chữa đàm trong xuyển hiệu quả lắm chị. Liều dùng là 2 đến 4 gam tinh bột củ nưa hoặc là dịch chiết củ nưa. Dịch chiết củ nưa thì là từ 5 đến 10 ml nha. Chỗ này là 2 đến 4 gam tinh bột. Rồi mình sẽ qua thuốc hóa đàm nhiệt. Hồi nãy là đàm hàn có hai vị thôi, đàm nhiệt thì cũng chỉ có mấy vị thôi. Cái vị đầu tiên hiệu quả mà ở Việt Nam rất nhiều đó là cây tre đó anh chị nha. Thì tre thì các anh chị thấy là mình sử dụng rất nhiều, cái thân cũng sử dụng, cái chồi của nó thành măng mình cũng sử dụng. Tuy nhiên cái bộ phận để sử dụng là cái thuốc hóa đàm nhiệt ở đây đó là cái lá tre. Lá tre thì lá tre có vị ngọt hơi đắng, tính rất lạnh nha. Công dụng nổi trội của nó là để hóa đờm nhiệt. Thì các anh chị thấy là lá tre chữa rất nhiều, tại vì nó có tính rất lạnh, cho nên những cái bệnh nào mà thập nhiệt á, thì nó chữa có hiệu quả. Đây là liều dùng của dịch chiết lá tre. Làm sao để mình thu được dịch chiết lá tre? Thì các anh chị ngắt cái mấy cái lá này, mình cho chút nước vô, mình giã. Mình giã thì nó sẽ ra được dịch của cái lá tre. Thì đây là cái liều sử dụng. Thì ở đây, cái trào lưu này nó qua rồi. Nhưng mà những cái năm mà trước Covid đó, thì cái trào lưu này nổi lên đó là bột than tre. Anh chị tìm ở trong cái Google, cái gì sọc sẽ ra rất nhiều cái từ khóa đó là nhiều tác dụng của tinh than tre hay là bột than tre đủ thứ hết trơn. Và cái giai đoạn đó các anh chị thấy đồ ăn hay thức uống hay thẩm mỹ gì nó làm gì nó cũng phải dính với tinh than tre vô. Những cái spa bây giờ nó vẫn còn đang ứng dụng. Vậy thì theo các anh chị cái bột của tinh than tre này nó có nhiều công dụng vậy không? Nó có thật sự nhiều như vậy không? Theo em thì chắc không nhiều như vậy đâu. Em nghĩ là nó chỉ có tính thải độc là nhiều. À, tính giải độc ha, thì dễ rồi, để em nói luôn các anh chị nhìn trên này, anh chị thấy toàn những trang web nó không liên quan đến y khoa để nó nói về công dụng của tinh than tre không à, hoặc là trong những cái trang web về làm bánh thì nó đồn thổi công dụng của tinh than tre, giống như bây giờ nó đang đồn thổi ở công dụng của sarong đó, đó là nhị hoa ngày Tây đó. Thì có gì em sẽ nói về cái chuyện đó. Thì ở đây hai nghiên cứu của tổ chức y khoa lớn nhất thế giới là PubMed đó, cái nghiên cứu thì tinh than tre nó có một cái công dụng chính, khi mà các chị đốt cái tre lên thì nó thành cái than với ông vậy nha, mình nghiền nhỏ ra thì nó thành tinh than tre. Mà trong than thì các chị biết rồi, nó có nhiều carbon, hợp chất carbon. Mà hồi xưa khi mà y tế chưa phát triển á, khi mà mình bị tiêu chảy á, mình ra ngoài tiệm thuốc tây mình mua thì lúc nào người ta cũng phát cho mình một cái viên màu đen, đó là viên than. Tại vì sao vậy? Tại vì trong đó có carbon. Thì carbon đi vào trong cơ thể của mình, đối với những bệnh nhân mà bị nhiễm trùng đường tiêu hóa đó, thì nó sẽ hút đi những cái dịch tiết của mấy con vi khuẩn đó và nó đưa ra ngoài. Thì đó là một công dụng duy nhất, công dụng chính của tinh than. Nó được carbon thì nó vẫn là tinh than nha, vẫn là than. Đó chỉ là công dụng chính của than tre thôi, chứ nó không tính nổi thần thánh hóa như là trẻ hóa làn da nè, và chống oxy hóa đủ thứ hết trơn. Các anh chị lên mạng sợ cũng sẽ rất nhiều. Rồi cái này là cái gì các anh chị? À, cái này gọi là cây bồng bồng, không biết chỗ các anh chị gọi là gì nhưng mà chỗ em gọi là cây bồng bồng. Nó hay, cái lá của nó thì giống cái cây bàng, cái hoa thì nó hơi màu hồng hồng nha. Cái lá thì rất là đắng và cái mùi nó hơi nồng, nó hơi hôi chút xíu, nó bị lạnh và nó có độc á. Mình vò cái lá đó mình trét lên da là lá nó bị ngứa, ngứa dữ dội. Thì cách dùng á là để trị ho hen, thuộc cái nhóm thanh phế các anh chị nha. Hoặc hồi xưa người ta hay giả cái này nè để trị rắn cắn, tuy nhiên cũng giống như cây nãy em không khuyến khích cái chuyện này nha. Liều dùng của cây bùng bồng là 6 đến 12 gam khô. Rồi đây là tan bạch bì, thì học thuốc thì chắc anh chị được học vị này rồi. Tan bạch bì tức là rễ của cái cây dâu tằm nhưng phải cạo đi cái vỏ ngoài, nó lộ ra màu trắng thì mới gọi là tan bạch bì. Là tan bạch bì này thì nó sẽ quy vào kinh phế các anh chị nha. Liều dùng là 6 đến 12 gam, công dụng là trị bệnh ho. Rồi cái nhóm ôn phế,
Thì cái nhóm môn phái thì mình vị đầu tiên đó là hẹ. Hồi xưa các anh chị hay nghe kinh nghiệm dân gian là cứ bị ho thì giả nước hẹ uống, giả nước hẹ với muối uống. Thì có người hết, có người không hết. Nhưng có người hết là cái người đó bị bệnh đúng vào cái nhóm là ôn phế, thì sử dụng hẹ thì nó mới hết nha. Thì tính của hẹ là vị cay nè, nó hơi chua mùi hăng và tính ấm. Rồi, nó sẽ có công dụng là tán ứ, mạch huyết, tiêu độc, tiêu đàm, cầm máu. Công dụng chính của hẹ đó là hóa đàm nha các anh chị. Thì đây là cách dùng. Hồi xưa tại tỉnh Duy thì em dịch ra, em để đây cho các anh chị tham khảo. Tuy nhiên cách dùng dễ nhất là các anh chị sẽ lấy đây là gam khô, còn gam tươi các anh chị cứ lấy 50 gam hẹ đó. Nếu như người đó thật sự là bị ho, bị đàm nhưng mà trong cái nhóm là hàn thì các anh chị có thể sử dụng 50 gam hẹ. Các anh chị cho chút xíu muối hột, chút thôi nha, chứ không mặn lắm. Mình giả ra mình vắt lấy nước, thì ngày uống 2 lần sáng chiều thì bệnh nhân sẽ giảm. Rồi qua một vị tiếp tục, cái vị này thứ năm mình sẽ làm á, cái này gọi là húng chanh hoặc tần về lá. Thì thứ năm này các anh chị có chuẩn bị được vị này không? Dạ được cô. Được ha, để em biết các anh chị không có thì em sẽ đem cho các anh chị. Cái này nó dễ, các anh chị đem lên em hướng dẫn làm siro á. Thì cái này gọi là húng chanh, một số nơi gọi là tần về lá. Tại sao cần về lá? Các anh chị nhìn cái lá nó gì vui vậy nha. Thì khi mà các anh chị ngắt á, các anh chị lựa giùm em những lá bự, lá bự nhưng mà nó đừng có già, thì những lá giống vầy. Khi các anh chị đừng ngắt những cái lá nhỏ giống vầy thì nó không có nhiều công dụng. Rồi cái bộ phận sử dụng của cái tần về lá này là hết cái cây luôn, trừ cái rễ ra. Thì đây là thành phần hóa học, hai hợp chất này nó có công dụng trị ho ở con nít. Rồi vị cay, cay thì nó có vị chua, tính ấm, quy vào kinh phế. Công dụng chính của tần về lá đó là trị khái, bình suyễn và tiêu độc. Nó có hiệu quả lắm các anh chị, và đã được nghiên cứu rồi. Thì đây là liều khô, liều tươi là 50 gram. Đó, thì các anh chị thấy bỏ một chút thôi là nó mọc ra tùm lum hết trơn, cái này dễ trồng. Rồi đây là cái gì các anh chị? Mình sẽ qua cái nhóm chỉ khái thôi, trễ rồi. Hôm sau mình sẽ học cái nhóm chỉ khái. Như vậy hôm nay mình học được thuốc nam của thuốc bổ nè, thuốc hóa đờm nè nha các anh chị, rồi thuốc giải biểu nữa. Các anh chị cập nhật kiến thức của mình, thuốc nam của mình rất có hiệu quả. Cái thứ nhất, cái thứ hai, nhắc thứ năm này, nhắc đi nhắc lại, các anh chị có mặt để em điểm danh. Rồi mình sẽ chế siro và chuẩn bị cho em tầng về lá với tắc nha. Các anh chị có thắc mắc gì về bài hôm nay không? Ủa cô ơi, làm ơn cho hỏi cái vấn đề này khác, ngoài một cái bữa đó có đem bếp với lại nồi gì không cô? Mà đương nhiên phải có bếp với nồi để nấu rồi các anh chị. Dạ, cảm ơn nhiều. Cái gì mà có đem hũ để đựng hay gì không cô? Hũ thủy tinh các anh chị, hũ nhỏ để mình chế siro vô, các anh chị đem về xài hũ nhỏ thôi. Dạ em cảm ơn. Dạ không có gì thắc mắc các anh chị nghỉ nha. Được, chào cô. Cảm ơn cô. Dạ, chào cô.